Mọi người, ngày hôm nay thì Thương sẽ chia sẻ với cả nhà về cái bí quyết để phát triển ngực một cách tự nhiên mà không cần dao kéo hay là bôi kem gì hết. Thì điều đầu tiên là mình phải tìm hiểu được cái cấu tạo ngực của mình như thế nào. Thì ngực phụ nữ thì đầu tiên là lớp cơ này, xong ở trên là lớp mỡ, rồi ống dẫn sữa, đúng không? Vậy thì cái việc ngực to hay nhỏ, cái phần mỡ của mình á, nó nhiều hay là ít thì nó là do ADN quy định rồi. Mình không thể quyết định được điều đó. Vậy thì cách để mà mình phát triển ngực, xây dựng ngực to hơn, phạm vi rộng hơn, phát triển hơn và cao hơn, không bị sẹ thì như thế nào? Thì ngày hôm nay Thu sẽ chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó là chúng ta phải siêng tập ngực. Nhưng mà tập ngực ở đây để tránh bị teo ngực thì chúng ta nên tập phần cơ ngực trên. Bên cạnh đó thì bổ sung đầy đủ protein với chế độ dinh dưỡng thật là healthy. Nhớ rằng đừng quên những loại axit béo tốt như là omega 3, 6, 9 và các loại protein. Tại vì khi mà mình duy trì một cái lượng chất béo nó ổn định thì lúc đó những cái lớp mỡ, những cái mô mỡ ở trong phần ngực của mình nó sẽ không bị teo đi. Và đặc biệt các chị em nhớ đừng có lạm dụng caffeine nhé. Tại vì caffeine nó sẽ làm teo những cái mô mỡ và đặc biệt là những mô mỡ ở ngực. Sau đây sẽ là 3 bài tập thần thánh mà Thu Hương tuần nào cũng tập đều đặn. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great. But somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, cause I got you. I got you, don't wanna show. Oh, oh, show us off, but you're my all. All that I need, I'm trying to sugarcoat. But I'm flying so high, I don't even know if I'm coming down. Wrap my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories. Now the sun's gone down like a river rushing way up above. This ain't, yeah, this ain't no sugar coated love. Bài tập đầu tiên mà Thu Hương muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó là bài Incline Dumbbell Bench Press. Ở bài tập này thì chúng ta sẽ tập với một chiếc ghế có độ dốc tạo với sàn nhà là 45 độ để chủ yếu tập trung phát triển độ dày của nhóm cơ ngực trên. Mở rộng phạm vi ngực to hơn, lại còn bonus thêm thon gọn săn chắc tay sau nhé. Vị trí ban đầu chuẩn bị tập đó là chúng ta sẽ ngồi lên ghế. Hai tay cầm hai tạ dumbbell đặt lên đùi trên, nằm lên ghế. Hai tay của chúng ta cầm tạ dumbbell sao cho cánh tay tạo với thân người một góc nhỏ hơn 90 độ. Hai tạ dumbbell ở vị trí cao ngang ngực. Bắt đầu thực hiện động tác thì bạn sẽ hít vào, gồng cứng cơ ngực trên và cơ tay sau, nâng tạ lên, hai tạ dumbbell giao nhau tại một điểm. Tại vị trí này thì bạn sẽ giữ lại 2 giây và thở ra. Rồi sau 2 giây thì mình hạ tạ xuống trở về vị trí ban đầu. Thực hiện lặp đi lặp lại như vậy 3 set. Nếu muốn cơ ngực của bạn dày, to, phát triển tốt, hãy chọn mức tạ tương đối nặng. Nhưng với sức lực của bạn, bạn vẫn có thể kiểm soát được tạ và vẫn tập trung tập luyện cảm nhận được tốt cơ ngực. Đây là bài tập phát triển bơm cơ ngực trên nên mức tạ tương đối nặng là ok nhất. Và mình sẽ tập khoảng từ 8 cho đến 12 rep một set. Và hai tay hơi thẳng để bảo vệ tránh chấn thương khớp khuỷu tay nhé. Bài tập tiếp theo là bài Incline Dumbbell Fly. Ở bài tập này thì chúng ta sẽ tập trung tập để có khe ngực trông rõ hơn, sâu hơn. Rõ thì nó lại càng tôn lên cái độ cao, độ dày của hai bầu ngực, khiến bạn mặc áo cổ V khoét sâu trông rất là sexy khi mà mình nhìn nghiêng nè. Và khiến hai bầu ngực trông xích lại gần nhau hơn nhé. Vị trí ban đầu chuẩn bị tập đó là chúng ta ngồi lên ghế. Nhớ rằng vẫn là chiếc ghế với độ dốc tạo với sàn nhà 45 độ nhé.
hai tay cầm hai tạ dumbbell đặt lên đùi trên, rồi nằm lên ghế sao cho hai cánh tay cầm hai tạ dumbbell hơi thẳng và tạo với thân người một góc nhỏ hơn 90 độ. Bắt đầu thực hiện động tác thì bạn hít vào, gồng cứng cơ ngực trên và cơ tay sau, ép hai tạ sao cho hai tạ dumbbell giao nhau tại một điểm, hai cánh tay hơi thẳng để bảo vệ khớp khử tay tránh chấn thương. Tại vị trí này, bạn sẽ giữ lại 2 giây và thở ra. Rồi sau 2 giây thì mình hạ hai tay xuống, trở về vị trí ban đầu. Bài tập này chúng ta sẽ tập nhiều rep để tạo độ nét và sâu cho khe ngực, là 15 rep một set và tập 3 set với mức tạ nhẹ nhé cả nhà. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Bài tập cuối cùng đó chính là bài Cable Fly. Ở bài tập này thì bạn sẽ cảm thấy là ê cơ ngực. Ngay sau khi thực hiện cái bài này với nhiều hiệp, vô cùng đã, cảm nhận cơ ngực được kích thích một cách tối đa. Bài này thì sẽ phát triển độ nét của ngực, đồng thời tạo sâu khe ngực, giúp hai bầu ngực của bạn trông gần nhau hơn, cao hơn, bonus thêm cơ tay sau, giúp thon gọn tay sau nữa nhé. Vị trí ban đầu thực hiện động tác, hai tay cầm của máy cable bước lên phía trước một bước, đồng thời hạ thấp người về phía trước sao cho thân người tạo với sàn nhà một góc 45 cho đến 60 độ. Rồi chúng ta sẽ dồn toàn bộ trọng lực lên chân phải làm trụ để cân bằng cơ thể. Ở vị trí này thì hai cánh tay của bạn đang hơi thẳng. Nhớ là hơi thẳng nha. Bắt đầu thực hiện động tác thì chúng ta sẽ gồng cứng cơ ngực và cơ tay sau, ép hai cable lại sao cho giao nhau tại một điểm và đồng thời hai cánh tay của chúng ta hơi thẳng để bảo vệ khớp khuỷu tay. Các bạn đừng có thẳng tay tại vì nó sẽ rất dễ bị chấn thương nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thở ra. Giữ lại 2 giây ở vị trí này rồi từ từ trả hai cánh tay về vị trí ban đầu và tiếp tục thực hiện khoảng từ 12 cho đến 15 rep, chúng ta thực hiện 3 set nhé. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Oh. You can buy your way into my heart, but you don't see that I just want you. You get me things, but I don't care. Be there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Listen to your heartbeat, don't you know, hey, that I'm just.
Trong lớp anh là người soi hoa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm sức ta cho nhau nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen.